mất dạy, mất dạy, mất dạy. Mày xuống đây. Tao chỉ muốn hỏi mày, mày có hạnh phúc không? Tại sao những người khác làm được, còn cô thì không? Chị, tôi cảnh cáo cô, hồ linh tinh. Ôi, còn anh nữa, cô sợ khăn. Em nhớ anh quá à. Chị Phương, em có cái này. Hả? Em mù quáng quá rồi. Người nào không được yêu thì người đó mới là người thứ ba.